Phúc rất khó tính khi lựa chọn dàn âm thanh cho nhà mình. Nghiên cứu tới lui, Phúc đã quyết định chọn Sony Sao 3. Tại sao à? Nhà có TV nhưng cảm giác khi xem phim nghe nhạc vẫn thiếu một chút. Cho tới khi có Sony Sao 3, rất hài lòng luôn. Sony Sao 3 rất mạnh về âm thanh vòm, bao phủ người nghe với công nghệ Dolby Atmos, Edford Surround hoặc các dòng 5.1. Cuối cùng thì Phúc chọn dòng 5.1 này vì âm thanh đã mà nhìn hoành tráng lắm. Với dòng này, ngoài một loa ngang và một loa súp còn có thêm hai loa đứng. Khi đặt ở phía sau thì xem phim hơi bị đã. Loa ngang giúp nghe giọng nói diễn viên trọn vẹn, còn hai loa đứng sẽ tách âm thanh, làm cho những cảnh hành động như đua xe, rượt đuổi trở nên sống động hơn. Phúc có cảm giác như chính mình đang thực hiện cảnh hành động đó. Chưa kể loa súp mang đến âm bass trầm ấm và rất chắc, đúng chuẩn âm thanh hoàn hảo của Sony trước giờ. Từ ngày sử dụng Sony Sao 3, Phúc mới thật sự cảm thấy giải trí tại nhà đã như thế nào. Có TV thôi chưa đủ, phải có Sony Sao 3. Sony.